Chào bạn, hôm nay mình sẽ thử tải một cái file có dung lượng là 1,8 GB. Ví dụ như mình tải PUBG Mobile của VNG, mình sẽ thử test cái tốc độ Internet 150 m. Đấy, các bạn xem cái tốc độ của nó này. Hiện tại mình đang sử dụng cái Wi-Fi. Thông tin qua mạng Wi-Fi, các bạn xem cái tốc độ. Độ khá nhanh. Mình tải file 1,8 GB về thì nó chỉ rơi tầm khoảng 1 phút. Tốc độ của nó cũng khá ok. Mình đang sử dụng cái Wi-Fi băng tần AC 5G. Được chưa? 5GHz đấy. Đấy, file 1,8 GB thì tải trong vòng 1 phút thôi. Nó cũng khá là nhanh. Đấy, hiện tại nó đã tải xong rồi. Rồi, nó đã tải xong. Bây giờ nó đang quá trình cài đặt các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tải một cái file nữa. Đây, nó cài đặt xong luôn rồi các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ tải một cái file là file speed. Công cụ này rất là nhiều bạn sử dụng. Mình sẽ thử xem hiện tại cái wifi mình sử dụng băng tần 5G ấy, 5GHz ấy, thì nó ở cạnh mình, có nghĩa là ở gần mình ấy. Bây giờ mình sẽ thử test. Go. Rồi các bạn xem, đây là cái tốc độ mạng. Đó, cực kỳ nhanh. Đây là cái mạng nhà của mình các bạn nhé. Đó, mình test lại với các bạn. Hiện tại cái ping của nó, mình thấy là ping của nó, nếu mà để nói ping 7 thì nó gọi là chưa cao. Đối với một số nhà mạng, ví dụ như mình đang sử dụng là VNPT cái thứ ấy, ping của nó chỉ là tầm khoảng 3 thôi, hoặc là 2 thôi các bạn. Còn cái đây là cái băng thông của nó các bạn nhé, băng thông này. Còn ping ấy thì nó sẽ là ping của nó sẽ là bao nhiêu ấy, ping của nó càng thấp thì nó sẽ càng nhanh. Ping 78 này. Sử dụng wifi ping 78 này thì nó là nhanh rồi đấy các bạn. Còn đối với lắp mạng dây ấy, ping của nó có thể thấp hơn. Nhưng mà mình thấy là cái ping của bên các thứ ấy, thì tùy từng cái nhà mạng khác nhau ấy. Đấy, các xem này. Đây là cái tốc độ thực tế của các bạn nhé. Đó, hiện tại là vào 12 giờ và hôm nay là ngày 20 tháng 3. Đó. Mình trải nghiệm lại các bạn nhé. Hiện tại mình đang sử dụng 5G nhé. 5GHz ấy. Có nghĩa là trong cái modem phát ra, cái modem nó sẽ có hỗ trợ một cái là 5GHz, còn nó một cái là 5 2.4 này các bạn. Đó, đây là cái mạng nhà của mình. Đó. Mình thử test lại. Ping 7, ping 8 các bạn ạ. Đó, test lại. 300. Đấy, tốc độ khá là nhanh. À. Bình thường ấy các bạn đã sử dụng tầm khoảng 450 m rồi, được chưa? Nhưng mà các bạn đã thấy nhanh rồi, được chưa? Đó, cho nên là những cái file lúc nãy mình download ấy thì nó chỉ rơi tầm khoảng, mình download về nó chỉ rơi tầm khoảng mấy giây là xong. Đây gọi là băng thông, còn cái ping ấy thì nó sẽ là cái kiểu như là cái độ nhanh ấy. Nhiều bạn bảo là ping bên VNPT cũng như là bên bên FPT nó thấp, hoặc là đối với một số nhà mạng ping CMG ấy, nó cũng thấp, thì mình cũng chưa rõ cái vấn đề này, được chưa? Đó. Đấy, các bạn có thể đánh giá xem cái mạng của các bạn trong mùa dịch như nào thì nó có ổn không các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn ở những cái video lần sau. Chúc các bạn thành công. Đây chỉ là một cái video tham khảo các bạn chú ý nhé. Đấy. Bye bye. Goodbye.